Vâng, xếp trường thảo đồ luôn ông nội. Chào các bác. Thì hôm nay bên shop em lại mới về những cái lô thùng quay mật cỡ lớn, đó là thùng 6 cầu. Đấy, thì qua cái video này em lại gửi tới các bác mà đang tham khảo để dùng cái thùng quay mật vụ tưới này, thì các bác liên hệ tới bên em nhé. Thì em sẽ đi chi tiết về cái thùng để các bác được tham khảo. Thì cái mẫu thùng quay mật 6 cầu lần này đã được cải tiến rất chi là nhiều, đó là cái bánh răng to. Đây, đây là bánh răng to các bác nhé. Và cấu tạo của cái thùng quay mật này thì được gồm 3 vòng bi. Đây một vòng bi này, đây một vòng bi, và phía sau này một vòng bi nhá, vòng bi này. Đấy, quay rất chi là nhẹ nhàng. Và chất thùng quay mật của bên em thì vỏ là bằng inox 304 và dày 0,5 ly, một loại inox cực tốt trên thị trường này các bác này. Và là cũng là một loại hàng tốt nhất của bên shop em nha các bác nhé. Đây cái độ dày của nó đây. Thì bề ngoài cái thùng quay mật này là bằng inox 304 lâm châm không bắt nha các bác nhé. Và ruột thì làm bằng một loại thép không nhiễm không gì, một loại thép đặc biệt để làm cho thùng quay mật. Đấy, bánh răng thì là một loại thép tốt nha các bác nhé. Quay gần và chi tiết để các bác cùng tham khảo. Và đáy thùng thì là hình chóp lón này các bác này, và có van mật ra ngoài. Thì với một cái thùng quay mật như này, khi mà các bác mà quay đầy thì chắc nó phải tưới được đựng chứa đựng được 35 lít mật tầm đấy. Và khi đầy thì các bác lại xả van ra ngoài nhá. Kia là cái van mật kia. Đấy thì hình chóp lón. Với những cái mẫu thùng quay mật này thì bên em là đặt những cái thùng mà thiết kế làm sao để các bác làm cho nó thuận tiện nhất, quay nhẹ nhàng nhất. Thì có những cái video trước thì em cũng đã thử cái độ cân tâm, cái độ không dung của thùng quay mật. Thì với những cái thùng như này thì các bác mà mua về dùng thì tuyệt đối là an toàn. Đấy. Rất chi là thích với cái thùng quay mật 6 cầu cỡ lớn này nhá. Thì cái cỡ lớn này thì dành cho các bác mà nuôi tới cả 100 tổ ong. Đấy, nó quay được 6 cầu. Em sẽ quay thử cho các bác được tham khảo. Đây các bác này. Các bác đã cảm thấy cái độ cân tâm rất chi là im nha các bác nhé. Và đây là cái mẫu thùng 6 cầu. Thì đi đôi cái thùng 6 cầu thì cũng có mẫu thùng 4 cầu cỡ lớn. Đây các bác này, 4 cầu này là bánh răng cũng to các bác nhé. Với những cái thùng bánh răng to như này, nếu mà các bác nào mà đặt bên cơ sở em thì các bác biết rồi. Một cái thùng mà có cái bánh răng mà to như này, nó sẽ chênh với cái thùng quay mật bánh răng nhỏ là 200.000. Đấy, thì bên em vẫn cung cấp cái thùng quay mật bánh răng nhỏ nhé. Các bác yêu cầu loại nào thì alo trực tiếp đến bên em. Thì 4 cầu đây, 4 cầu cũng chót lón, nó cũng cấu tạo như nhau. Vỏ thì bằng inox 304 và dày 0,5 ly, một loại inox cực tốt đấy các bác ạ. Đáy chóp lón vào cũng có van mật nhé. Mỗi một cái thùng cỡ to này thì các bác quay chứa được độ trên 30 lít mật trên một lần quay. Em sẽ thử cái thùng 4 cầu để cho các bác nó xem. Rất chi là tít nhé. Với những cái thùng cỡ to này thì đều có van mật ra ngoài. Đấy. Và khi các bác mà đặt thùng quay mật bên em, các bác mà yêu cầu có chân nhá, thì bên em có chân gửi cho các bác, và chân thì là 200.000. Đấy, đây là cỡ thùng 6 cầu. Cỡ thùng mà được các bác đang dùng nhiều nhất, các bác nuôi nhiều đấy ạ. Hàng thì chất lượng sản phẩm tốt nhất. Và khi mà các bác đặt hàng của bên shop bên em, các bác khi nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhá. Đúng cái chất lượng, đúng cái hàng như này để các bác thanh toán ở bên bưu điện giúp em. Chất liệu là inox 304. Bên ngoài là inox cực đẹp các bác ạ. Và các bác nếu mà muốn tham khảo thêm, các bác có thể kết bạn với số Zalo của em là số 0869 054295. Thì số điện thoại đấy của em có cả Zalo, có cả Facebook. Các bác có thể gọi điện trực tiếp xem tất cả những cái sản phẩm thùng trước khi đặt. Đây. Và khi các bác nhận hàng thì tất cả cái số này, các bác sẽ nhận hàng với những chiếc thùng sẽ như thế này luôn, gửi tới tay các bác nhé. Em bán bằng hình ảnh video nên khi các bác nhận thùng sẽ như thế này luôn. Vâng, thì các bác mà quan tâm đến đồ ong lộn thì các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông, để mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm của bên em. Bên em chuyên cung cấp tất cả những cái vật tư về ong lộn nhé. Riêng thùng của ong ngoại thì bên em cũng có.